Anh chị em các bạn biết sau này họ khô này bắt đầu họ đòi lại những cái đất đai mà của cha ông của ngày xưa bị cướp lấy đó. Một phần nào thôi, Mỹ nó trả được phần nào, còn những phần nào nó vô hiệu quá rồi nó không trả được. Các bạn biết những cái di tích lịch sử ở bên chỗ Arizona đó, các bạn đi nhiều vùng, nhiều cái những cái di tích lịch sử mà họ ở 5.000 năm, 6.000 năm, 10.000 năm trước nó còn dấu vết lại. Bây giờ nó làm thành những cái vùng gọi là du lịch, những cái nơi bảo tàng để người ta tham quan những cái monument đó. Thì các bạn thấy, thì nói là Christopher Columbus sau này tụi Mỹ nó có cái ngày lễ đó. Rồi cái người da đỏ bây giờ họ có trình độ học vấn rồi, họ làm họ rất là hiểu biết, và họ có quân đội riêng của họ, họ có vùng tự trị của họ, họ đòi lại những cái quyền của họ. Các bạn, cái người da đỏ họ đòi lại thì Mỹ nó cũng trả lại rất là nhiều, nó trả lại rất nhiều. Cái nào nó trả được thì trả, còn nó trả không được là nó lấy luôn, tại vì lâu quá rồi. Cái nào mà nó còn đủ bằng chứng thì các bạn biết cái ngày mà lễ Christopher Columbus đó, sau này tụi da đỏ nó người Mỹ gốc rồi, nó thấy nó bức xúc. Đối với người Mỹ gốc là người da đỏ, anh chị các bạn biết, nói đến Christopher Columbus là họ rất là hận, nói tới ông đó là họ hận, ông nói giết dã man cái mà tiêu diệt không nổi cái người thổ dân mà. Thì các bạn biết sau này nó bỏ cái ngày lễ đó, cái ngày Christopher Columbus sau này nó bỏ, không còn. Bởi vì cái dân mà da đỏ họ có trí thức, họ hiểu biết rồi, họ đòi bỏ cái ngày. Cũng như cái người da đen cũng vậy, các bạn biết họ đứng lên, họ đòi quyền con người. Các bạn thấy khi mà nước Mỹ, ông George Washington, ông khai sinh ra nước Mỹ, là ông đọc cái bản tin ngon, các bạn nghe rất là hoành tráng: mọi người đều có quyền, bình đẳng, ngũ cầu hạnh phúc. Các bạn thấy không, cái bản tin ngon độc lập của Mỹ trắng nghe đã lắm, mà trong khi đó cái dân da đỏ, dân da màu, dân da đen đồ á, dân ngay cả dân mà Mỹ Tây Cơ rồi những cái dân khác á, là tụi bay ngồi vị trí nghe thôi. Tụi bay không có được chía vào, nó đi đọc cho những cái dân mà gọi là da trắng đó. Các bạn biết những cái thời đó mà dân da trắng, dân da màu á, là chỉ giống là dân nô lệ thôi. Cái người, ngay cả cái người China, cái người Trung Quốc họ đến Mỹ những cái thời kỳ đầu á, rất đông. Họ đến họ xây đường rầy, họ làm những cái công việc gọi là lao động rồi á. Các bạn biết lao động phổ thông rồi đó. Người Trung Quốc đó, người China đó, họ đã đến nước Mỹ rất là sớm hơn các tiểu dân khác, những các dân tộc khác. Thì các bạn biết dân da đen thì nó làm nô lệ thôi, nó đem từ Africa nó qua. Các bạn biết cái vùng Africa đó là thằng bị trắng nó qua đó, nó cũng đô hộ, nó sau này nó mới trả lại cho cái ông tôi quên tên, ông chết rồi. Nó bắt ổng bỏ tù đâu cũng mười mấy năm, sau này rồi người ta lên án quá nó mới trả lại cái Africa cho tụi da đen đó chứ. Ông gì tôi quên tên rồi ta, rồi những ông da đen mới tôi quên tên rồi. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Thế các bạn biết, tại vì cái thế giới ngày một người ta thay đổi, cho nên thằng Mỹ nó phải nhượng bước lại, nó trả những cái quyền đó lại. Cái vùng Africa ngày xưa là tụi da trắng nó cũng điều khiển lên chứ các bạn. Tụi da trắng nó qua nó cướp xong rồi nó cũng hoành hành người ta, nó bắt cái ông đó tự nhiên tôi quên tên rồi. Đó, thì các bạn đưa quay ngược trở lại nước Mỹ, thì các bạn thấy ở cái nước Mỹ này nói chung là nó là hiệp Trung Quốc, rồi sau này thì bắt đầu cái nó chiếm 13 tiểu bang, lúc đầu nó chiếm cái 13 vùng, sau này bắt đầu nó mở rộng, nó tiến về hướng west thì nó dùng những cái mưu đồ xảo quyệt của nó để đặng mà nó đánh, nhất là nó dụ tụi Mexico, cái như tiểu bang Texas đó là cũng của Mexico, cái tiểu bang này tôi đang ở nè, các bạn biết là cũng của New Mexico, có của nước Mỹ Mexico á, và New Mexico những cái vùng đa số Cali cũng của Mexico luôn, là nó tìm cách nó lấy từ từ ngày xưa đó, tại vì tụi da trắng mà nó quỷ quyệt lắm, nó ngồi trên đầu trên cổ người ta mà. Nó có chịu ngồi, chứ bây giờ nó mới người ta bắt đầu thấy cộng đồng thế giới nó hòa đồng nhau, bắt đầu người ta ý thức và hiểu biết đó. Cho nên nó không ngồi trên đầu trên cổ được, bây giờ nó đè đầu bóp cổ nào được, là đè hàng nào mà kiểu như cù Mỹ ấy, thì ngồi đó nó cấp đầu như con chó ấy.
Còn không có cồn Mỹ mà biết nó thì nó chơi rất là đẹp, nó chơi rất là sòng phẳng. Còn không hiểu nó là nó cũng đè đầu bóp cổ. Mà tại vì có một cái bạn trẻ thì tôi không biết, ở ngoài nước mà có cái nick là Trần Thiêm á. Vô cái bắt tôi phải về Việt Nam ở đi. Tại sao mà qua Mỹ ăn cây nào gào cây nấy, mà tại sao nó xấu nước Mỹ? Cái chuyện nó xấu nước Mỹ, tôi thấy mấy người mà họ cồn Mỹ họ hay nói tôi nói xấu nước Mỹ, cái đó là sự kém hiểu biết. Truyền thông tin tức các bạn tôi lên xe lúc nào cũng vậy, cái màn hình đó các bạn thấy, cái màn hình radio của tôi lúc nào cũng phải là nói tin tức. Tôi không có nghe nhạc như tôi nghe cái điếc gì đó. Là tôi phải nghe tin tức, nghe tin tức của Mỹ nó nói cái gì chung quanh ta. Và bắt đầu tôi biết thì tôi lên đây tôi kể thôi, bảo là lại binh lên đây nói xấu nước Mỹ, ở nước Mỹ ăn nước Mỹ rồi được nước Mỹ ban phát nổ. Các bạn biết hồi đó tôi mới qua Mỹ, tôi kể cho các bạn nghe, gian chung lắm kìa. Qua thân có một mình là đâu có bà con thân nhân đâu. Màng ơi, vừa đi học vừa phải đi làm, đạp xe đạp mấy mười mấy cây số, mười mấy mai vậy đó. Tới nỗi mà các bạn biết tôi làm cho nhà hàng Mỹ đó, đi làm bồi bàn á, vừa đi làm vừa đi học mà đâu có người Việt. Tiểu bang này có mấy ngàn người Việt, cả một cái tiểu bang mà đi kiếm người Việt đỏ mắt. Tôi quay qua tôi nói chuyện đời tư chút cho các bạn nghe nhé. Rất là nhiều đề tài. Các bạn biết gian chân lắm chứ không giỡn đâu. Đi làm tại tiểu bang này mình qua có mình thân à, bị rồi các bạn biết đâu có được hưởng quyền lợi trợ cấp xã hội gì đâu, không có hưởng khí gì hết. Rồi đi học rồi phải đi làm bồi bàn, chỉ có 4 đồng rưỡi giờ, làm thật tham bán thời gian để kiếm thêm tiền để đặng mà có đặng mà chi phí sống. Rồi các bạn biết đạp xe đạp đi, trời mưa trời gió cực khổ, phải làm rồi đi học, mang cái ba lô đi học, nhiều khi ngồi ngủ gục lên gục xuống. À, ăn mì gói chán chân lắm, phải giận đâu, làm cũng phải đóng thế. Rồi xong rồi sau này có cái ông này, cái nhà Việt Nam này, ông thấy cái cảnh đó các bạn biết, tôi đạp xe đạp đi làm mà cái thằng manager của tôi, anh ship của tôi đi làm nhà hàng, nó thấy tôi làm tội nghiệp, nó không cho đạp xe đạp nữa. Nó bắt cái thằng mà làm chung á, là mỗi lần về cho tôi quá gian mà trả tiền xăng, phụ tiền xăng đó. Các bạn biết tôi làm cho Mỹ cũng thương lắm, tại mình có mình mà còn mình sống mình làm việc cũng chăm chỉ, chịu khó. Mỹ nó thương thì khi nó hỏi cái hoàn cảnh đời sống á, thì chỉ kể nó nghe, nó ngồi nó còn rớt nước mắt luôn. Tại vì cuộc đời có một mình nơi xứ người không ai hết trơn hết, ngay cả ba tôi cũng thơ nói tội nghiệp con tôi như cây khô giữa đồng, thiệt một mình mà ngôn ngữ bất đồng mà văn hóa nó vừa học phải vừa đi làm, gian chung lắm chứ phải giỡn đâu. Các bạn nước Mỹ này nó tôi luyện một người mà trở thành thành công thành đạt, đâu phải là giỡn đâu. Các bạn nhìn thấy ông Bill Gates hay các bạn thấy người ta được như ngày hôm nay là ông ngày xưa ông cũng phải lên bờ xuống ruộng chứ phải giỡn đâu. Các bạn nhìn cuộc đời của ông Bill Gates, những người thành công ở Mỹ người ta phải lên bờ xuống ruộng, người ta trải qua những sự từng trải. Mà có nhiều người lại cuồng Mỹ, trời sao mà giờ lại binh không về Việt Nam ở đi chê Mỹ này nọ, mà trong khi đó hình như các bạn này ở trong nước thì phải, rồi đem ra mấy cái chuyện trong nước, rồi người dân ở trong nước lại sống đi bác sĩ, rồi bị bác sĩ, những cái tuổi trẻ bị đuổi ra ngoài, biết chụp hình ở đâu, nó đông lắm, một nhóm lóc chóc lôi nhôi như con dồi, như con bọ dồi vậy đó. Và bảo là Việt Nam là không có tiền, không có y tế, là bác sĩ không trị, đuổi ra ngoài. Các bạn biết mỗi một năm trên nước Mỹ này 45.000 người chết, đó là theo thống kê của Mỹ, bởi vì không có bảo hiểm y tế. Các bạn thấy mà mình đưa ra cái thống kê cho nó mà nó cũng còn nó cũng còn đòi đuổi nó về Việt Nam. Tôi nghĩ thằng này nó ở trong nước mà nó cồn Mỹ gì mà ghê vậy. Rồi nó bảo là ăn cái nào phải gào cái nấy. Ở Mỹ này, ở Việt Nam thì tôi đồng ý, tại Việt Nam chính phủ nhà nước ưu đãi cho cái cuộc sống của người dân mình rất là nhiều mà các bạn không thấy. Nhưng mà tôi thì ở nước ngoài về tôi thấy các bạn được sự ưu đãi khủng khiếp luôn, ngay cả người làm nông hay mọi thứ á. Tại vì các bạn đi ra mua tô phở, mua gói thuốc, mua chai bia, chai rượu, các bạn không có trả tiền thuế, không có đóng thuế. Còn tôi bên Mỹ mỗi cái gì cũng phải đóng thuế, làm mà không đóng khai thuế hàng năm. Hồi xưa nhiều khi khai thuế xong rồi phải trả lại nữa, không có đủ khai mà không đủ phải trả lại nữa. Không phải đâu giỡn đâu, hàng Mỹ nó khôn đó. Mình ở nó, nó cũng tạo cơ hội cho mình làm ăn công ăn việc làm gì kia nữa, mình làm rồi mình cũng đóng thuế ở sân dịch luôn.
ở cái xã hội Mỹ này nói mà ăn cây nào rào cây đấy là không đúng. Theo tôi không chấp nhận điều đó. Ở Việt Nam thì tôi đồng ý. Như tôi về Việt Nam, giờ tôi sống cả 10 năm nay đó, tôi mà về bển mà tôi phản bội lại quê hương của tôi á, thì đó là tôi sai. Tại vì tôi được nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam cho tôi về và tạo cơ hội cho tôi để tôi làm ăn ở tại Việt Nam, mà tôi không có phải đóng thế giống như bên Mỹ. Thật sự mà nói, bên Việt Nam mà tôi được ưu đãi rất là nhiều, tại tôi làm bên nông nghiệp, thì tôi không thể nào tôi phản bội là cái quê hương của tôi được. Mà tôi thấy cái bạn mà Trần Thiêm này lại có những cái tính còn trẻ mà lại có những cái suy nghĩ như vậy thì rất là ổn. Nói với tôi là lưu manh, tôi cho rằng đó là lưu manh giả danh yêu nước, lưu manh giả danh trí thức. Theo tôi thì phải dùng những cái ngôn từ như vậy nó đúng hơn. Tôi thấy là như vậy. Các bạn, cái nước Mỹ này nó là hiệp Trung Quốc à, nó là một cái quốc gia giống như các bạn sống trong cái cộng đồng quốc tế vậy đó. Các bạn đi đây thì có thể gặp khu người Việt, hay đi qua kia có thể gặp khu người Mỹ, tích cơ đi qua đó thì gặp khu của người da trắng. Da trắng thì cũng có nhiều khu người Đức hay người Anh hay người Ý, còn có người Tàu rồi có người Đài Loan hay là Hồng Kông hay là nhiều lắm, có nhiều lắm. Nó giống như các bạn sống ở Mỹ, đến nước Mỹ giống như là mình sống trong một cái cộng đồng của thế giới để mình tìm hiểu, mình học hỏi thôi. Chứ làm gì mà mỗi lần lại mình mà nói lên xong về Việt Nam mở đi lại nói xấu nước Mỹ. Cái đó là sự ấu trĩ, sự ngu muội mà lên trên mạng này bày tỏ một cái sự yêu nước rất là ngu xuẩn. Phải nói những cái lời nói rất là nặng như vậy mới là vừa. Nói với thành phần này là phải bổ trên đầu nó bổ xuống thôi. Chào các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Nói chung thì tôi thấy nãy giờ kể tới đâu rồi ta. Live stream ngày nào cũng vậy, giống như bị kiềm. Mỗi thằng bước ra khỏi nhà là phải live stream. Nó bị kiềm như sao. Không live stream giống như khó chịu, nó bị ghiền ấy, những bên thì ra tôi chia sẻ anh chị các bạn thấy. Thì nói chung cái nước Mỹ này nó là như vậy đó, thì nó cái lịch sử của nó, tôi mà kể lịch sử của nước Mỹ các bạn nghe không mê nữa thôi á, mà tôi nói về làm ăn kinh tế các bạn nghe không phải nữa thôi. Tôi nói thiệt là để hôm nào mà có đề tài mà làm ăn kinh tế được, tôi ngồi mà tôi nói thằng Mỹ mà nó còn phải mê mà nó hao tôi đi đâu vậy hả hao hao. Tôi nói chính trị cho các bạn nghe, các bạn còn khoái mà. Nói chứ mình lên mạng mình chia sẻ nhau để học hỏi thôi mà. Mỗi người có cái hay riêng. Mình lên trên này có nhiều người, mình nói tiếng Việt nhiều khi mình tại không có nhiều á. Còn từng ngày tôi lên Facebook tiếng Việt tôi nó khá hơn nhiều lắm. Các bạn biết lúc trước tôi nói bị cái tội mà chống cộng hay cái thành phần mà không thích đó, là cái nước cái đem ra cái chứng tả ngôn những cái mà là thành văn rồi đó, nó cứ chọc quê tôi hoài mà tôi cũng không bao giờ chịu thua đâu. Thì ngày lên Facebook thì tôi viết nó càng lúc nó càng chuẩn, tại vì mình không xài nhiều. Mỗi ngày hàng ngày tôi chỉ đối thoại và làm việc với người Mỹ không à, nhiều khi phải viết email rồi phải trả lời, phải làm công việc kia toàn là dưới người Mỹ không, chứ đâu có làm với người Việt đâu. Nhưng khi tiếng Việt vậy về Việt Nam khi mình nói, mình nghĩ sao thì mình những cái ngôn từ của mình, cái ngôn ngữ nào cũng vậy, chứ mình trực diện với cái ngôn ngữ đó nhiều và mình đối thoại với cái người Việt nhiều thì mình sẽ nói nó chuẩn hơn, chứ không phải là quên. Hôm nay cũng có người bắt lỗi với cái vụ tiếng Việt, tôi bị bắt lỗi hoài. Nhiều khi mình viết cái theo cái nghĩ mà như là dân miền Tây đó. Tôi thì gốc thì người Đà Nẵng, bên nội tôi Đà Nẵng, Đà Nẵng á, gọi là en en không en, tắt cái đèn đi ngủ, cái chó kiến nó nghiêng cái ghen á, đi mô rồi sao y tế vậy. Mỗi lần mà tôi về nội tôi với mấy đứa cháu tôi rồi nó nói chuyện nghe quên, chú đi mô sao chú y tế vậy, tôi hỏi mày đi đâu mà mày cái gì mà đi mô y tế là cái gì, hỏi ông anh cả con anh nó nói cái gì anh ngơ hiểu rồi. Người miền Tây nói ngơ hiểu là không hiểu các bạn đúng không? Ngơ hiểu à. Các bạn về miền Tây nó có vùng, những cái vùng người ta dùng cái chữ nhiều cái cũng vui lắm. Đi đám cưới, mua trái bử, nói chuyện nhà mắc cự. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn.
thành ra mỗi vùng miền nó có cái hay đó. Mỗi cái sắc cái vùng của mình, nhưng mà không phải vì cái đó, những cái nói hở ra cái bắt đầu nói hồi không lại bắt đầu bắt lỗi chúng ta. Trên Facebook thì cũng tiếng mình chạy tới đâu rồi chị các bạn, chạy nước Mỹ tiếp thôi. Lại mình này cũng kiếm tiếu lắm, nhưng mà giỡn là cười đau cái bụng á. Ai mà không cười nó thọt cà lét cười à. Nó chứ trên mạng Facebook mà nó muôn hình muôn mặt muôn màu và muôn vẻ, với lại ở ngoài xã hội, ngoài đời, ở ngoài đời nó cũng vậy, nó cũng muôn hình muôn mặt muôn màu muôn vẻ. Cho nên mình sống mình phải biết người biết ta. Ông bà mình có câu đó. Biết người biết ta, đánh trăm trận thắng trăm trận, ăn eo thời ở thì theo thầy, muôn sự thì đại nhân mà thành sự thì đại thiên nha. Mấy câu này làm gì mà quên được. Đất lành thì chim đậu, các bạn thấy không? Thì khi bôn ba mà không qua thời vận thiên thời thì địa lợi, cái gì cũng vậy, làm ăn cũng vậy, bước vào thị trường làm ăn vậy, phải thiên thời địa lợi, phải gặp thời gặp lúc. Cũng có những người bạn của tôi có mấy người bạn lúc trước tôi cũng chỉ dẫn người giải thích cho làm ăn. Hai người mà có một người thành công mà lại có một người mắc nợ. Các bạn thấy không? Có người mắc nợ bây giờ ôm tiền triệu, ôm nợ tiền triệu, mà có người lại thành công bây giờ ôm tiền triệu trong tay. Các bạn thấy một cái thương trường nó là chiến trường làm ăn cái gì vậy. Mình phải biết nhìn cái thị trường nó làm sao, chính trị và kinh tế nó đi song song với nhau. Người làm chính trị thì không nên làm kinh tế, mà người làm kinh tế không nên làm chính trị, bởi vì nó rất là mâu thuẫn với nhau. Bởi vì các bạn thấy khi ông Trump ông lên ông làm tổng thống, ông là một người làm kinh tế, cái background của ông là ông có kinh nghiệm về kinh tế, cho nên khi mà ông lên làm tổng thống các bạn biết là ông phải giao quyền về kinh tế của ông, thì ông giao lại hết cho con ông, là ông tập trung vào chính trị. Các bạn thấy tại vì chính trị mà kinh tế mà hai người làm đồng hành với nhau đó, thì nó gây ra những cái sự gọi là những cái scandal, những cái vấn nạn, tạo ra những cái mâu thuẫn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Bây giờ ông lên ông làm chính trị, con ông nó làm kinh tế, nó thay ông nó được hưởng, bởi vì thằng con ông nó biết những cái đường hướng của ông, những cái phương án của ông, những cái ngoại giao của ông. Làm kinh tế như vậy, mình phải xem được những người lãnh đạo họ tài giỏi như thế nào và họ ngoại giao như thế nào, để đặng mà họ đi tìm những cái đối tác về cho mình để mình làm kinh tế, chứ không phải đặt đầu đâm chỗ. Thấy thị trường kinh tế, thấy ngoài kia chợ bán sao bữa nào cũng cái bà bán, bà bán thấy đắt quá, thấy bà bán ngon quá, bà bán thấy hấp dẫn quá, cũng chạy ra mở cái tiệm giống như vậy. Bây giờ nó rất cái nổi. Tại những người đó là người ta làm, người ta có kinh nghiệm, người ta ăn, người ta đã ăn no rồi, người ta có của dư, của thừa, của để rồi. Bây giờ mình cũng thấy chỉ như mình bắt trước chạy theo, cũng mở cái tiệm giống y chang vậy, đối diện nhau vậy, thấy hàng xóm làm được bắt đầu bánh tranh nhau, bắt đầu quay qua đập cái dở của người Việt mình làm kinh tế rồi vậy. Trong cái thương trường làm kinh tế, cái sự nghiệp của mình nó cũng có những cái lỗi, đại đa số rồi đâm đầu nhau chết. Các bạn thấy người Mỹ người ta làm kinh tế, người ta mở cái chợ hay cái khu bán cũng vậy, hai bên này có cái chợ, bên kia có cái chợ, là hai cái là đủ rồi, họ không mở cái thứ ba. Thì hai thằng này nó cạnh tranh với nhau, mà bắt thứ ba hai cái thằng kia mà nó thấy hai này bắt được thì chạy để nó làm ăn, hai thằng nào làm không nổi thì thằng đó chết vậy thôi. Cạnh tranh nó phải lành mạnh, còn người Việt của mình cạnh tranh thì chưa có lành mạnh, mình nhảy từ chính trị qua bên kinh tế. Cho nên tôi bây giờ thì cũng không có làm chính trị, mà cũng có làm kinh tế, lên đây chỉ chia sẻ thôi. Lại mình không phải là người làm chính trị, lại mình chỉ là người chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái gì mình thấy hay, những cái gì mà mình thấy hay hay mặt trái hay mặt phải một cái xã hội, để mình tìm hiểu, mình phát triển. Chứ lên đây đừng nghĩ là thằng Lợi Minh nó nói kiểu giống như vậy, đời chẳng ai dạy, đời không ai dạy, đời anh tự phải tự học lấy, anh không học được thì ai dạy cho anh muốn học thì anh phải đến trường. Ông bà mình có câu mà không thầy thì đố mày lầm nó. Đấy. Mà thầy dạy mà học không được thì thôi, chữ thầy không trả cho thầy.
đánh nhau hoặc sử dụng người khác các đánh nhau. Trong cái thương trường bao giờ mà làm ăn đường lối, cho nên mình phải cái mạng xã hội này nó là một cái cộng đồng, nó là một cái cộng đồng thu hẹp lại. Nhưng mà nếu mình hiểu biết mà mình biết nhận định được cái hay cái dở của nó để mình học hỏi mình phát huy, nó rất là hay, nó rất là hay. Bạn biết những người như tôi á, có nhiều người kêu tôi cố vấn á, kiếm cũng được nhiều tiền lắm kìa. Hơi tự cao nha. Nhưng mà mình chia sẻ trên mạng, chia sẻ về cái học hỏi, cái hiểu biết của nhau để đặng mà học hỏi, chứ đâu phải mỗi lúc cái gì cũng phải làm kiếm tiền. Con người mình cũng phải có những cái sự thư giãn trong cuộc sống, không lẽ trên đời này chỉ có tiền thôi sao? Cuộc sống, nhưng mà mình đừng biến mình trở thành nô lệ. Khi mình nô lệ đồng tiền là mình sẽ trở thành một kẻ giống như khùng điên điên vậy. Cái này nó hơi quá đáng nhưng mà nó là sự thật. Có những người khùng cũng vì tiền, mà điên cũng vì tiền, mà chết cũng vì tiền. Chú ruộng cũng vì tiền. Cho nên sống làm sao cho nó hài hòa. Sống làm sao cho nó cũng vậy. Lên trên mạng này cũng vậy. Mình phải hiểu biết lẫn nhau. Lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp trên, cái gì cháu được thôi, nghỉ. Chửi đã rồi thì không thích nữa thì tắt cái monitor. Tắt cái đi. Tình nghĩa đôi ta. Bye bye bye. Chào anh chị các bạn nha, hẹn gặp.